Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết nối tiêu dùng. Và hôm nay thì Thành sẽ làm vệ sinh lại cái phòng studio của Thành. Từ bữa giờ thì khoan đục đũa cắt cưa nó khá nhiều, cho nên là những cái bụi bẩn rồi bụi bặm khoan ra rất là nhiều, cho nên là hôm nay phải làm vệ sinh lại. Thì nay Thành sẽ dùng cái máy hút bụi Makita CL106FD này để mà hút bụi nha anh em. Thì cái này nó có một cái hay là nó xài chung cái pin 12V của khoan pin Makita 12V này luôn nè. Đó, nên rất là tiện. Đó, mua một bộ thì về có thể xài luôn chung với nhau được. Rất là hay nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái máy này làm được gì nhé. Let's go. Khi mua sản phẩm về thì mở hộp ra chúng ta có những cái thứ này. Thứ nhất là một thân máy, một sách hướng dẫn sử dụng, ở bên trong thì có kẹp và giấy bảo hành và có tiếng Việt anh em nhớ đọc nha. Một cục pin 12V BL1016, một đốc sạc DC10SB, đốc sạc nhanh, một cái đầu, một cái đầu hút. Còn đây là hai cái ống nối nè anh em. Một cái ống để nối dài nè. Và một cái đầu để hút vào những cái khe, những cái kẹp nhỏ nhỏ. Đó, đó là tất cả những cái gì mà chúng ta có trong hộp. Đây là một cái máy của Makita. Makita là một hãng của Nhật rất là nổi tiếng. Và cái máy này được bảo hành chính hãng 6 tháng. Nếu như anh em mua cái thân máy không, không có cục pin và không có đốc sạc, thì nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu ạ. Còn nếu như mà anh em mua bộ full luôn, thêm cả cục pin và đốc sạc nữa, thì nó lên tầm khoảng 2 triệu mấy nha anh em. Khi mà anh em mua thì anh em nhớ kiểm tra tem nè anh em. Tem 7 màu của Makita này. Đây là tem để chắc chắn chính hãng nha. Và nên mua ở những cái đại lý uy tín để được hưởng đầy đủ chính sách của hãng. Ví dụ như kênh tiêu dùng chẳng hạn. Cấu tạo thì máy này rất là đơn giản nha anh em. Máy này chỉ có một chức năng hút thôi. Và nó có một cái cò đây. Đây. Bấm thì nó chạy. Đây có cái đèn LED. Lúc nào bấm thì đèn nó sáng lên, giúp cho chúng ta có thể nhìn trong đêm tối chẳng hạn. Đó. Sau này là chỗ để lắp pin. Đẩy vô. Đó. Kiểu cạch. Còn ở đằng trước này là cái buồng để mà đựng bụi. Đó. Xoay một cái mở ra. Xoay một cái đóng lại. Mở ra này, bụi nó sẽ vô ở trong đây nha anh em. Mỗi lần hút xong thì anh em đổ ra. Còn đây là cái màng lọc. Đây nè, màng lọc này anh em cũng xoay mở ra. Lúc nào mà mình hút nó dơ rồi mình vệ sinh nó lại, xong rồi mình lắp vô lại. Đó, mình xoay vô lại này. Đó, ok một cái, mình lại lắp vô. Còn nếu như anh em muốn hút ở dưới đất này kia, không phải cúi xuống nhiều, thì anh em gắn thêm mấy cái ống này vô. Đó. Tùy theo nhu cầu của mình. Cái máy này lực hút tối đa của nó là 3.1 kPa nha anh em. Bây giờ Thành sẽ hút thử cho anh em coi nè. Với những cái kẽ như vậy thì anh em có thể dùng cái đầu nhỏ này để anh em hút ha, cho nó mạnh nè ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hút đất dưới nhà thử nè. Đó. Anh em thấy không, khi mình đưa thì cái miếng cao su ở dưới này nè, nó sẽ gạt những cái bụi đó, sẽ gạt những cái bụi lại, nên là nó sẽ giúp cho nhà chúng ta sạch hơn. Rồi hút thử nè. Sau khi hút xong thì để mình mở ra cho anh em coi nè. Đây, bụi rất là nhiều. Đó, bụi nó bám dính vô rất là nhiều nè. Thì chúng ta sẽ mở cái này ra, chúng ta vệ sinh lại nha anh em.
Sau khi hút bụi xong dơ thì anh em có thể đem cái phần lọc này vô để anh em rửa nha. Anh em rửa bình thường, sau đó anh em đem phơi lên ha. Chúng ta cũng rửa nha. Nếu anh em quan tâm tới cái máy này thì anh em hãy click vào đường link mà Thành để bên dưới phần mô tả, hoặc là để lại số điện thoại ở bên dưới comment, nhân viên tư vấn sẽ gọi lại cho anh em. Mua hàng cái đó tiêu dùng thì 100% là hàng chính hãng và ship hàng toàn quốc. Ship nhanh ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, anh em có thể inbox vào fanpage của cái đó tiêu dùng hoặc là gọi vào số hotline đây, ở đây số hotline này nha anh em, để mà được giải đáp. Cuối cùng, cảm ơn anh em đã xem clip này, và nếu như thấy thích thì hãy cho một like. Nếu như chưa đăng ký thì hãy bấm vào nút đăng ký để mà coi thêm nhiều những cái video sắp tới của cái nó tiêu dùng. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại trong clip sau.